Theo thông tin mà Công an quận Bắc Từ Liêm cung cấp, thì khoảng 10 giờ 6 phút ngày 2 tháng 8 năm 2019, Công an quận Thủ Đức 1 đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại số 286 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Và Công an quận Bắc Từ Liêm cũng nhận được tin báo qua điện thoại của chị Nguyễn Thị Hồng Linh, 92, hộ khẩu thường trú ở 34 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cả hai người đều là nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung, phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam. Hai người đều báo tin về việc một số nhân viên của trường Bát Đan của bà Dung bị người của bà Trần Kim Phương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam bắt giữ tại lô TH1, khu đô thị mới cổ Huế, phường Cổ Huế 1, quận Bắc Từ Liêm. Theo tài liệu báo điện tử Tầm Nhìn thu thập được, thì vào hồi 10 giờ ngày 2 tháng 8, ông Lê Văn Vàng đang làm việc tại Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm để giải quyết tranh chấp tại lô đất TH1. Trong chớp mắt, 10 giờ 06 phút, ông Lê Văn Vàng đã phù phép có mặt và viết đơn trình báo với cơ quan công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm về việc có một nhóm người được cho là đang bị bắt giữ tại lô đất TH1 tại khu đô thị mới Cổ Nhuế, khiến dư luận không khỏi hoài nghi về sự sắp đặt hoàn hảo này. Lúc 10 giờ thì bắt đầu thẩm phán, bắt đầu mời để họp hòa giải. Thì trong đó có tôi, cô Dung và cậu Vàng và anh Lợi đang ngồi ở đấy. Và sau đấy độ khoảng 10 rưỡi thì anh Vàng đứng dậy xin phép mà thẩm phán là cho đi ra ngoài một tiếng rồi quay lại ký biên bản. Thế và lúc bấy giờ thì anh Lợi cũng nhận được điện thoại là có công an đến chỗ tòa nhà TH1, cho nên là anh Lợi cũng rời đó cùng với lại cậu Vàng luôn, là hai người rời khỏi đấy và chỉ ở tạo tòa chỉ còn lại tôi và cô Dung ngồi lại để làm biên bản hòa giải. Theo Google Maps thì con đường nhanh nhất để đi từ Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đến trụ sở công an phường Cổ Nhuế 1 dài 6,5 km, đi mất khoảng thời gian là 15 phút. Đến đây có thể khẳng định, việc 10 giờ 06 phút, công an phường Cổ Nhuế 1 đã tiếp nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng có rất nhiều điểm bất hợp lý. Tại sao ông Vàng không sang công an quận Bắc Từ Liêm ngay sát tòa án để trình báo mà lại phải về tận trụ sở công an phường Cổ Nhuế 1 cách tòa án 6,5 km để trình báo? Tiếp đến, việc công an quận Bắc Từ Liêm cũng nhận được tin báo qua điện thoại của chị Nguyễn Hồng Linh thông báo việc chính mình đang bị bắt giữ càng bất hợp lý hơn. Câu hỏi đặt ra ở đây là có ai đi bắt giữ người lại để người đó gọi điện thoại báo cho công an? Cũng theo camera an ninh ghi nhận, 10 giờ 39 phút ngày 2 tháng 8 năm 2019, khi công an quận Bắc Từ Liêm đang phá cổng giải cứu, người được cho là đang bị bắt giữ, bà Nguyễn Hồng Linh lại đang dọc quanh nơi giải cứu chính mình ở cổng 3, nơi cửa cổng đang mở và cũng không có ai cản trở việc giải thoát của bà Linh. Cũng theo như các video chúng tôi có được, khi lực lượng công an chưa thực hiện việc cắt khóa cổng tại lô đất TH1, thì một nhóm người được cho là nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung, phó giám đốc công ty TDS, liên tục trèo rào, quay phim, cổ vũ việc cắt phá khóa tại lô đất này, mặc dù trước đó công an đã phong tỏa ở hai đầu đường dẫn vào lô đất. Đến đây, dư luận có quyền nghi ngờ về việc dàn dựng chuyện bắt giữ người tại lô đất TH1 nhằm mục đích lừa dối công an để phá hoại tài sản hợp pháp của công dân.